tức hoa vùng kín là cứu cánh cho tâm hồn mỏng manh của chị em chúng mình, là sự kích thích ham muốn để tình yêu với chàng thêm mặn nồng, là sự tự tin cho những ngày dài làm việc hay mang lại sự thoải mái trong những ngày đèn đỏ ghé thăm. Đó là những lý do mà hàng ngàn phụ nữ chọn mua nước hoa vùng kín For Only. Nhưng mà không ngờ là nước hoa vùng kín này lại có nhiều hàng giả đến thế. Phải có đến cả chục loại hàng giả khác nhau luôn. Đã có rất nhiều bạn mua phải hàng giả nhái. Sau đó đã gặp phải rất nhiều vấn đề về các bệnh phụ khoa không đáng có sau khi lỡ dùng phải hàng giả. Vì thế trong video này mình sẽ giúp cho bạn biết rõ hơn một số loại nước hoa vùng kín For Only hàng giả nhái nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Phân biệt thật giả theo chữ in trên vỏ hộp và vân vỏ hộp. Điểm dễ nhận biết rõ ràng nhất khi nhìn vào vỏ hộp là chữ For Only. Hàng thật là chữ màu vàng nhẹ và kiểu nét chữ thư pháp có chỗ đứt. Bạn hãy để ý thật kỹ chỗ dòng chữ For Only này nhé. Ở hàng thật là kiểu chữ viết thư pháp rất nghệ thuật và đẹp mắt. Chữ For Only của hàng giả thì nó có màu vàng nghệ đậm. Nét chữ cũng hơi khác chút chút và nó không có nét đứt giống kiểu chữ thư pháp. Như loại hàng giả này thì nó có màu cam đậm hơn hẳn luôn. Đây là loại hàng giả khác loại một lúc nãy, trên thị trường có nhiều loại giả khác nữa. Ở vỏ hộp của hàng thật chính hãng, bạn sẽ thấy hộp không có bóng, nó có màu đen thô ráp. Ở hàng giả loại thứ hai này thì bạn sẽ thấy vỏ hộp nó bóng hơn rất nhiều, kiểu như nó được phủ lên một lớp dầu bóng vậy. Nghiêng qua nghiêng lại bạn sẽ thấy nó bóng mượt hơn hẳn. Loại hàng chính hãng thì không hề bóng, nó là một màu đen nhánh. Giả thứ nhất này thì bạn có thể phân biệt dựa theo vân nổi trên vỏ hộp. Hàng thật thì vân to và thô, loại hàng giả này thì vân nhỏ và mịn hơn, nên nhìn kỹ sẽ thấy màu hơi khác nhau. Ở hàng giả loại thứ nhất này thì nhãn dưới đáy hộp có màu tối đen hơn so với màu hơi xanh của hàng thật. Chỗ dễ dàng nhìn thấy sự khác biệt nhất đó là chỗ in ngày tháng hạn sử dụng này, kiểu chữ khác nhau hoàn toàn. Nhãn của loại hàng giả thứ hai này thì lại có màu trắng, sáng hơn hẳn so với màu xanh đục của hàng thật. Và cũng dễ dàng nhìn thấy được sự khác nhau giữa hàng thật và hàng nhái ở chỗ in ngày tháng hạn sử dụng. Giấy hướng dẫn bên trong hàng thật là miếng giấy hình chữ nhật được gấp đôi lại, có đầy đủ thông tin về sản phẩm, cách sử dụng, cũng như cách kiểm tra hàng thật như thế nào. Tờ giấy của hàng thật có màu xám, chữ For Only màu trắng rõ ràng. Ở tờ giấy hướng dẫn của hộp giả, nó có màu xám nhưng lem luốc các đốm màu trắng. Và đặc biệt là nó chỉ có một miếng hình vuông chứ không phải hình chữ nhật gấp đôi lại. Ở loại hàng giả thứ nhất, bạn có thể nhìn thấy tờ giấy hướng dẫn có màu trắng sáng hơn giấy của hàng thật nhiều. Bên trong vỏ hộp bạn có thể phân biệt theo cách thiết kế. Hàng thật được thiết kế chắc chắn và đều đẹp từng chi tiết một. Trong khi đó bạn có thể nhìn thấy hàng giả ở đây, nó được làm một cách qua loa, không đều và không chắc chắn, khác hẳn hàng thật. Nhìn qua là bạn đã có thể thấy được sự khác biệt giữa hàng thật và hàng giả ngay. Bên trong nắp đậy của loại hàng giả thứ nhất bạn sẽ thấy được sự khác biệt, hàng giả có màu đen, còn hàng thật là màu trắng. Ở hộp đựng chai nước hoa thì hộp của hàng giả lại là màu trắng, ngược lại với hàng thật có màu đen. Bạn cũng dễ dàng nhận biết được hàng thật và giả thông qua màu sắc chữ trên nắp chai. Của hàng giả là chữ dập nổi màu đen, còn chữ For Only của hàng thật được in nổi màu vàng sáng. Hiện tại đã có xuất hiện hàng giả chữ màu vàng sáng như hàng thật rồi, nhưng kiểu chữ hơi khác so với hàng thật. Bạn có thể dựa vào cách phân biệt này để có thể biết chính xác là mình có mua đúng hàng chuẩn không nhé. Theo thì bạn cũng có thể phân biệt vào màu sắc chữ For Only trên nhãn của chai nước hoa. Hàng giả loại một này có màu hồng đậm và sáng hơn nhiều. Trong khi đó thì hàng thật màu tối hơn và kiểu chữ cũng khác nữa. Loại hàng giả thứ hai này cũng thế, màu của chữ For Only hồng đậm hơn và sáng hơn nhiều so với hàng chính hãng. Và ở loại hàng giả này, nhãn bị dán lệch đi, chứ không được dán cẩn thận và ngay ngắn giống như hàng thật. Đó là sự cẩu thả, và vì là hàng giả nên không ai dành nhiều thời gian hay để ý đến những chi tiết nhỏ như thế. Bạn cũng có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt giữa hàng thật và hàng giả khi xem phần in mã QR này. Bạn có thể dùng Zalo hay các phần mềm khác để check mã để biết thông tin sản phẩm. Mã QR này làm giả cũng dễ dàng, nên bạn check mã này sẽ chưa chắc khẳng định được là hàng thật. Ở hàng chính hãng, bạn có thể kiểm tra có phải hàng chính hãng không khi chiếu camera trên điện thoại ở chế độ bật đèn flash vào chỗ chữ For Only này. Kiểm tra như sau, đầu tiên bạn hãy mở camera điện thoại lên, rồi chuyển qua chế độ quay video.
Sau đó bật đèn flash lên, nhớ là để camera ở chế độ quay video, để đèn flash bật sáng, chứ không cần bấm quay nhé. Sau đó bạn hãy chiếu camera vào chỗ chữ For Only, bạn sẽ thấy chữ For Only sáng nổi bật trên nền nhiều màu sắc lấp lánh rất đẹp mắt. Khi quay thực tế bạn sẽ thấy rõ hơn khi xem video này, do khi quay video này có nhiều đèn xung quanh nên bạn không thấy rõ. Đây cũng là một trong những cách kiểm tra hàng chính hãng chuẩn xác nhất, vì công nghệ này khá tinh vi và khó lắm, cũng như tốn kém nhiều chi phí nên hầu như các loại hàng giả cho đến hiện tại đều chưa làm được. Khi mua hàng bạn nhớ kiểm tra theo cách này nhé. Cuối cùng là cách kiểm tra dưới đáy chai. Của hàng thật bạn sẽ thấy chữ For Only được dập nổi, và hạn sử dụng, ngày sản xuất cũng được in dưới đáy chai. Trong khi đó thì hàng giả, nó chỉ in nổi chữ FA, đồng thời cũng không có in ngày tháng hạn sử dụng. Rồi là cách phân biệt hai trong số rất nhiều loại hàng giả nhái nước hoa vùng kín For Only. Khi sử dụng phải hàng nhái không rõ nguồn gốc, bạn không chỉ bị lừa mất tiền không thôi, mà bên cạnh đó bạn có nhiều nguy cơ mắc các bệnh về phụ khoa, ảnh hưởng đến vùng âm đạo, cũng như sức khỏe sinh sản sau này nữa. Vì thế bạn nhớ tìm hiểu cho kỹ rồi mới mua để mua được hàng chính hãng. Bên shop mình cũng có bán loại nước hoa vùng kín For Only chính hãng. Bạn có thể nhắn cho shop qua số Zalo bên dưới để shop tư vấn cho bạn kỹ hơn nhé.